dạy con bao điều hay. Con mong được bao dung như ba, để luôn mỗi bên hỗ trợ con. Và dịu dàng như mẹ, con tin. Nếu con chăm chỉ và nỗ lực hết mình, con sẽ có một tương lai tươi sáng và là niềm tự hào của cả gia đình. Đó là mơ ước chưa được thực hiện của một học sinh xuất sắc. Hãy đội mũ bảo hiểm để không phải hối tiếc.